Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sự kiện đồng chí cha bổ nhiệm đồng chí con tại tỉnh Bắc Ninh cho thấy sức mạnh của các sứ quân địa phương trong bộ máy quyền lực Cộng sản Việt Nam. Nó cũng hé lộ sân khấu chính trị sau so bức màn đỏ của các phe nhóm đang vận động hỗ trợ cho chính mình trước đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam Đặc biệt, với vụ này, Nguyễn Xuân Phúc đã giành được phiếu của cử tri Bắc Ninh trong đại hội tranh quyền đoạt ghế sắp tới. Để dọn đường vào ngày 31 tháng 5 năm 2020, CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã đến Bắc Ninh làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, đứng đầu là bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến. Tại đây, Nguyễn Xuân Phúc đã đổi Nguyễn Nhân Chiến và đám đàn em lên tận mây xanh như Thủ tướng tin tưởng Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế, xã hội, xứng đáng với vùng đất được xưng tụng là kinh bắc năng động, văn hiến và giàu truyền thống. Qua những lời bốc thơm của CLMV Nguyễn Xuân Phúc, người ta có thể thấy được vị trí chiến lược của Bắc Ninh trong nồi cơm của Đảng. Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước 822 km vuông nhưng có quy mô nền kinh tế đứng thứ bảy của cả nước, đạt gần 200.000 tỷ Việt Nam đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,6 triệu đồng trên một người, đứng thứ năm cả nước. Quy mô sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước với giá trị 1,3 triệu tỷ Việt Nam đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đứng thứ hai của cả nước thu ngân sách hơn 30.400 tỷ Việt Nam đồng đứng thứ 9 và FDI đứng thứ 6 cả nước. Từ đó, KNM và Nguyễn Xuân Phúc kết luận có thể nói đây là những kỳ tích đối với một tỉnh có diện tích nhỏ như tỉnh Bắc Ninh. Các mặt văn hóa xã hội đạt kết quả tốt, đặc biệt tỷ lệ học sinh giỏi đỗ đạt đều cao. Đáp lễ lại Nguyễn Nhân Chiến khẳng định quyết tâm năm nay tỉnh hộ nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra, không điều chỉnh chỉ tiêu nào của thủ tướng. Và dặn dò Nguyễn Xuân Phúc được đăng lên báo là phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ tỉnh để tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp chuẩn bị cho đại hội Đảng lần thứ 20 tiến tới đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dĩ nhiên những giật dò khác nhưng đó là bí mật giữa Thủ tướng và lãnh chúa Bắc Ninh. Với thế lực của lãnh địa Bắc Ninh như vậy, lãnh chúa Nguyễn Nhân Chiến làm vua một cõi tự tung tự tác bổ nhiệm ít nhất là 20 thành viên trong gia đình dòng họ vào những vị trí chủ chốt, hái ra bạc, khạc ra tiền. Việc xây dựng chế độ gia đình trị này ở tỉnh Bắc Ninh kéo dài nhiều năm và đi ngược lại quy định 205 quy đề trên TVK của tổng tịch nguyễn phú trọng không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan dĩ nhiên với kết thế của bắc ninh và nhu cầu kiếm phiếu cử tri đoàn bắc kinh tại đại hội 13 nguyễn phú trọng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt để tìm cách trở thành đối tác chiến lược với lãnh chúa tỉnh bắc ninh chỉ hai tuần sau chuyến vận động tranh cử của club Nguyễn Xuân Phúc tại Bắc Ninh, màn tra chiến đưa con Trinh lên ngồi ghế bí thư thành ủy được tiến hành. Trong 3 ngày 15 đến 17 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đây đại hội đã bầu 39 người vào ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tiến nhiệm tuyệt đối Vương Quốc Tuấn tái đắc cử bí thư thành ủy tỉnh Bắc Ninh khóa 22. Tuy nhiên điều ngoạn mục xảy ra vào ngày 10 tháng 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Vương Quốc Tuấn không thể cùng lúc ngồi hai ghế, đó là ghế Bí thư Thành ủy và ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nói cách khác là nhóm ít người Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vô hiệu hóa kết quả bầu cử Đại hội đại biểu Đảng Bộ Bắc Ninh đồng người gián tiếp đá văng Vương Cúc Tuấn ra khỏi ghế bí thư Thành ủy và để ngồi ghế trống cho quý tử của bí thư tỉnh leo vào. 12 ngày sau ngày 22 tháng 7, không cần bầu bán, Thành ủy tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị để công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ, điều động Nguyễn Nhân Trinh, con của bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, về Thành ủy Bắc Ninh công tác và chỉ định tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Bí thư Thành ủy tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Nếu vào tháng 6 Vương Quốc Tuấn phải thông qua phiếu bầu của đại biểu đại đại hội để ngồi vào ghế Bí thư Thành ủy, nhưng với quý tử Nguyễn Nhân Trinh chỉ cần có cha đang nắm đầu ban thường vụ tỉnh ủy điều động và chỉ định là ngồi ngay vào chiếc ghế bí thư thành ủy. Đó là dân chủ tập trung trong đảng theo kiểu cái thế của kẻ mạnh. Đối với đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh thì đây là một cuộc đảo tránh cùng đình Bắc Ninh. Nhưng với lãnh chúa Nguyễn Nhân Chiến thì đây là một thông điệp chính trị đứa nào ngồi ghế nào là quyết định của lãnh chúa. Để chắc ăn hơn ngày 27 tháng 7, CLMV Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Vương Quốc Tuấn và chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đóng hẳn cánh cửa bí thư thành ủy đối với Vương Quốc Tuấn. Trong nhiều năm qua, lãnh chúa Nguyễn Nhân Chiến làm mưa làm gió chính trường Bắc Ninh. Bây giờ có thêm lãnh chúa con Nguyễn Nhân Trinh và sự thông đồng bắt tay của CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng như sự im lặng nhượng bộ của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lãnh chúa Lãnh địa Bắc Ninh hoàn toàn nằm trong vòng tay của gia đình chị Nguyễn Nhân Chiến và trở thành một thế lực mà Trung ương phải gồm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thông tin con trai của Bí thư Bắc Ninh là ông Nguyễn Nhân Trinh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy tỉnh Bắc Ninh vừa xuất hiện trên mặt báo thì đã gây bão trong dư luận những ngày qua. Vì sao con trai của Bí thư làm quan lại khiến cho nhiều người chỉ trích như thế? trong khi cũng cùng là bổ nhiệm con quan nhưng vì sao có trường hợp lại được ủng hộ hết mực. Nhìn sang nước láng giềng Campuchia, chúng ta sẽ choáng khi thấy sự thăng tiến thần tốc của con trai thủ tướng Campuchia Hun Sen. Nếu so với trường hợp này, có lẽ ở Việt Nam không có trường hợp nào sánh kịp. Con thủ tướng Hun Sen là ông Manet được thăng hàm lên tướng 4 sao khi mới tuổi 35 và được thăng chức tư lệnh lục quân Campuchia, một trong bốn quân chủng thuộc lực lượng vũ trang trong Hoàng gia Campuchia ACAF. -E mới đây, ông Manet còn được Chủ tịch Đảng CPP Hun Sen bổ nhiệm làm lãnh đạo Đoàn Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia CPP. Sau khi được bổ nhiệm, phát ngôn viên CPP Chim Falvivun cho rằng quyết định bổ nhiệm tướng Manet là chính xác vì ông là người có phẩm chất, đủ kinh nghiệm và cũng là thành viên ban chấp hành trung ương thường trực CPP. Phải chăng ông Manet là con trai của thủ tướng Hun Sen nên mới được bổ nhiệm thần tốc và được đánh giá như thế? Được biết, tướng Manet từng tốt nghiệp trường võ bị West Point, Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở Mỹ khi đi xin việc làm nếu thấy có ứng viên tốt nghiệp trường West Point cùng tham gia thì thôi coi như mình cầm chắc một suất rớt và tất cả sẽ bỏ về. Sinh viên trường này sau khi tốt nghiệp nếu không ở lại phục vụ quân đội Hoa Kỳ mà ra ngoài xin việc thì tất cả họ sẽ trở thành các sếp lớn của các tập đoàn lớn ở Mỹ. Những ai từng học ở West Point ra ngoài kinh doanh thăng tiến rất nhanh và đều trở thành quản lý cấp cao sale tầm quốc tế và các công ty săn đầu người hay tìm. Tỷ lệ giám đốc điều hành sale trên sinh viên tốt nghiệp ở West Point cao hơn Harvard và Stanford hay Yale. Lưu ý từ tỷ lệ. Điều đáng nói nữa là trong giới sale quốc tế, nếu nghe ai nói sale nào từng học ở West Point, người đã, người ta cũng nhìn mình từ trên xuống dưới như một thực thể lạ một con người hoàn hảo không xếp hạng được vì nó không có tiêu chuẩn để xếp hạng nói chung ai tốt nghiệp vest thì đều hoàn hảo và tướng manet cũng thế tài trí của ông từng được thể hiện qua vụ tranh chấp đền bridge here từ giữa Campuchia và Thái Lan ở giữa biên giới Campuchia và Thái Lan khi vụ việc trở nên căng thẳng hai bên quyết không bên nào chịu nhường bên nào thậm chí đã vang lên tiếng súng thế nhưng khi tướng Manet đi đàm phán thì chỉ với ánh mắt ấm áp và vài câu nói sắc sảo theo phong cách Westphal bên Thái Lan đã phải xin lỗi và rút quân nhường lại ngôi đền này cho quê hương Cambodia của anh có lẽ Đến đây chúng ta đã hiểu vì sao con trai của Thủ tướng Hun Sen được bổ nhiệm thần tốc mà không một dư luận nào dám chỉ trích và ngược lại còn ủng hộ một cách tối đa. Trở lại với câu chuyện Việt Nam, mới đây con trai của ông Bí Thư tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Trinh được chỉ định làm Bí Thư thành ủy Bắc Ninh. Theo thông tin, ông Trinh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cờ vua và có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục vào đảng năm 2011, chỉ sau 5 năm khi vào đảng, ông Trinh đã được giữ chức bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh. Ông Trinh cũng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Khi thông tin này được lan truyền thì dư luận chỉ trích nhiều hơn là đồng tình. Phải chăng việc bổ nhiệm này có gì sai? Theo ông Vũ Quốc Hùng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay không có văn bản nào cấm bố làm bí thư tỉnh ủy thì còn không được làm bí thư thành ủy. Như vậy thì việc bổ nhiệm không sai pháp luật, vậy thì vì sao dư luận phải phản ứng? Liệu ông Trinh tốt nghiệp trường West Point hay trường nào đó nổi tiếng ở Mỹ hay Nhật thì liệu dư luận có ồn ào như những ngày qua hay không? Câu chuyện như ông Trinh không phải là hiếm. Trước đó cũng có nhiều trường hợp con quan bổ nhiệm làm quan như ông Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976, con của ông Nguyễn Văn Chi, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Vũ Quang Hải sinh năm 1986, con của ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985, con của Lê Phước Thanh, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Ông Vũ Minh Hoàng sinh năm 1990, cháu của ông Vũ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, trước làm Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ. Hay ông Huỳnh Thành Phong sinh năm 1982, con trai của Nguyên Bí Thư tỉnh ủy Hậu Giang, Huỳnh Minh. Những trường hợp liệt kê này chỉ là phần nổi của tảng băng chim, nhưng điều đáng nói là đa số những trường hợp này đều bị đứt gánh giữa đường khi quan bố về hưu câu hỏi được đặt ra ở đây là vì sao bệ đỡ của những trường hợp trên không còn thì con đường thăng tiến của họ cũng bị ảnh hưởng phải chăng họ được thăng tiến là vì quyền lực chứ không phải là vì năng lực nếu vì quyền lực mà leo cao luồn sâu thì đất nước sẽ đi về đâu thật quan ngại một cách sâu sắc rút kinh nghiệm từ những trường hợp trên thiết nghĩ nếu quan ông muốn bổ nhiệm con mình vào bộ máy chính trị mà chưa có bằng cấp hay có năng lực đáp ứng nhu cầu công việc thì nên sắp xếp cho các thái tử công chúa kinh qua chức vụ từ cấp thấp lên cao để họ có những thời gian trải nghiệm và thấu hiểu rồi từ từ leo cao như thế họ sẽ trở thành những ông bà quan dân chi mẫu có như thế thì dư luận cũng sẽ không có chỉ trích một cách gay gắt như thời gian vừa qua. Còn nếu như trường hợp giỏi thật sự như tướng Manet, còn của thủ tướng Hun Sen ở bên Campuchia thì bổ nhiệm cao thật cao bởi đó là hồng phúc của dân tộc họ. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Ninh, thành ủy Bắc Ninh rủ nhau là một việc khiến cho tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như những hứa hẹn của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị trung ương về chấn chỉnh kỳ hoạch nhân sự cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, bảo đảm việc lựa chọn, sắp xếp các cá nhân làm lãnh đạo cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền tại Việt Nam ở nhiệm kỳ tới 2016-2021 khách quan, chính xác trở thành phù nghĩa. Tuần này, thành ủy Bắc Ninh đã tổ chức một hội nghị chỉ để công bố quyết định mới nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về công tác cán bộ điều động Nguyễn Nhân Trinh, Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Ninh làm Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh. Do vậy, ông Chiến được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định vừa kể là bằng chứng mới nhất cho thấy những đại hội đảng đã cũng đang như sẽ còn được tổ chức đảng các cấp thuộc đủ mọi ngành bày ra trên toàn Việt Nam. Cho đến quý 1 năm tới, không chỉ ngốn nhiều ngàn tỷ tiền thuế, lãng phí quỹ thời gian lẽ ra phải dành cho dân, cho nước, mà còn hết sức giả dối vì làm giả, dân chủ trong đảng, lừa cả đồng chí, đồng đội lẫn đồng bào. Thưa quý vị và các bạn, khi tổ chức đảng cấp trên có quyền viện dẫn đường lối chủ trương và sử dụng quy hoạch nhân sự để điều động cá nhân nào đó làm bí thư chỉ định những cá nhân nào đó tham gia ban chấp hành ban thường vụ như trường hợp của nguyễn nhân trinh rõ ràng việc tổ chức giới thiệu rồi bỏ phiếu bầu hay bỏ phiếu chọn đại biểu đi dự đại hội đảng các cấp, cấp cao hơn là trò diễn kịch dễ làm thiên hạ khóc vì buộc phải xem cho dù khả năng ngạc nhiên của dân chúng Việt Nam đã giảm đáng kể khi từng phải xem quá nhiều trò hề như vụ điều động ông Nguyễn Nhân Trinh làm bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh và chỉ định ông Trinh tham gia ban chấp hành ban thường vụ thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 và khuấy động dư luận vì vở kịch vốn rất dở này quá dài và gánh diễn vẫn độc chiếm sân khấu ông nguyễn nhân trinh nhân vật vừa được ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh điều động chỉ định vốn đã được công chúng thuộc tên biết mặt từ lâu thiên hạ chú ý tới ông không phải vì tài năng đức độ mà vì ông là con của ông nguyễn nhân chiến người mà suốt từ năm 2011 tới nay vẫn một mình một cõi ở tỉnh bắc ninh 2011 đến 2015 là chủ tịch tỉnh 2015 đến nay là bí thư tỉnh cách này khoảng 3 năm. Tháng 5 năm 2017, trong vai đại biểu quốc hội, ông Chiến đã đề nghị đưa dự luật sửa đổi luật tố cáo quy định cấm đưa đơn tố cáo lên mạng xã hội để ngăn chặn tình trạng lợi dụng các tình hình truyền thông mới để bôi nhọ xuyên tạc hạ thấp uy tín danh dự của các tổ chức cá nhân. Với cách thức tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo tại Việt Nam, như đã biết, đề nghị của ông Chiến không được ủng hộ. Không rõ ông Chiến nhìn xa thấy rộng hay để góp phần lý giải vì sao ông Chiến dị ứng với việc tố cáo trên mạng xã hội. Chừng một tháng sau, một số Facebooker giới thiệu gia đình gia tộc ông Chiến như điển hình của tình trạng cả họ làm quan. Ngô Thị Khường, vợ ông Chiến, Phó phòng Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh, Nguyễn Nhân Trinh, con trai tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh, Nguyễn Nhân Đạt, con trai trưởng phòng thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Bắc Ninh. Chu Thị Ngân, con dâu trưởng phòng dân vận của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ. Nguyễn Minh Huệ, con dâu phó trưởng phòng kinh tế đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên đó chỉ là tạm tính trong phạm vi gia đình của ông, ở phạm vi gia tộc tương quan Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư tỉnh Bắc Ninh với các viên chức trong tỉnh là thân bằng quyến thuộc còn phong phú, đồ sộ hơn rất nhiều con số vừa nêu. Nguyễn Nhân Thắng, em ruột, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nguyễn Nhân Bình, em ruột, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du. Nguyễn Thị Ngọc, em ruột, trưởng phòng công tác học sinh, sinh viên, sở giáo dục, đào tạo. Lại Thị Nguyệt, em dâu, giám đốc trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh. Trần Thị Bích Liên, em dâu, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Trọng Anh, em dế, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Nguyễn Nhân Lừng, con bác ruột, chi cục trưởng tri cục thú y tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Việt Giang, con bác ruột, giám đốc quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Nhân Giang, cháu, phó công an huyện Tiên Du. Nguyễn Nhân Cường, cháu, sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Thu Hương, cháu, phó phòng tài nguyên môi trường thành phố Bắc Ninh. Tạ Thị Huyền, cháu, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nguyễn Nhân Công, trưởng họ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Danh sách vừa kể chưa ngừng lại ở đó. Người dùng mạng xã hội còn liệt kê một số trường hợp khác có dây mơ dễ má với ông Chiến vì là thân nhân của con dâu em rể lúc ấy, tức cảnh sinh tình. Ngoài bình luận, có Facebooker như Lê Xuân Thủy phóng bút, viết hẳn một bài về lưu ý. Còn rất nhiều trường hợp trên đất nước Việt Nam đều làm quan cả họ nhưng rất đúng quy trình có một điểm đáng chú ý tuy ông chiến ủy viên ban chấp hành trung ương nổi lên như điển hình của thực trạng một người làm quan của họ được nhờ khiến cho công chúng bất bình chỉ trích kịch liệt cả quy hoạch nhân sự vốn là đường lối chủ trương nhất quán của đảng cũng như công tác cán bộ vốn vẫn được đảng khẳng định là khách quan chặt chẽ nhưng không có cá nhân cơ quan hữu trách nào lên tiếng xác định thực hư để xử lý chẳng biết có phải là vì thế mà đùng một cái tuần này xảy ra thêm sự kiện ông Nguyễn Nhân Trinh được ban Thường vụ tỉnh Bắc Ninh, cơ quan do cha ông điều hành, điều động làm bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh và chỉ định tham gia vào ban chấp hành ban Thường vụ thành ủy của thành phố Bắc Ninh mà không cần đến bất cứ phiếu bầu của bất cứ một đảng viên nào. Phạm Minh Vũ, một facebooker nêu nhận xét về trường hợp điều động ông Trinh làm bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh lưu ý Nguyễn Nhân Trình tốt nghiệp chuyên ngành cờ vua hệ tại chức của Đại học Thể dục Thể thao Tương lai thành phố Bắc Ninh trong năm nay và những năm tới nằm trong tay một người như vậy vẫn chẳng có gì lạ. Các tiến sĩ giáo sư học thật, có bằng thật phải cúi đầu nghe lệnh hắn thực thi kế hoạch phát triển do hắn hoạch định. xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi